Minh Đi, Mỹ Dung xin kính mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi đài chương trình của đài Lito Sài Gòn TV. Hôm nay Minh Đi xin hân hạnh giới thiệu đến một nhà chuyên viên địa ốc rất là kinh nghiệm trên 25 năm, đó là Nghiêm Tú Lan. Nghiêm Tú Lan xin hân hạnh kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi đài Lito Sài Gòn TV ngày hôm nay, và thân ái chào Minh Đi. Chào Nghiêm Tú Lan. Nghiêm Tú Lan khỏe không? Khỏe, chúng ta đi khỏe phải không? Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ vào mùa xuân, thì bây giờ tháng 4 rồi, thì đã bắt đầu vào mùa xuân, chỉ còn có vài tháng nữa là tới mùa hè. Thành ra là thời tiết rất là đẹp. À, bây giờ chỉ là một cái câu hỏi mà không bao giờ thiếu được, đó là tình hình địa ốc mà như thế nào rồi trong thời gian qua? Vâng, thì chúng ta gặp nhau hàng tuần, mỗi tuần một lần vào ngày thứ tư. Thì thưa Minh Đi và thưa cùng toàn thể quý vị, thì ai cũng có cái thắc mắc là tình hình địa ốc như thế nào để chúng ta mua nhà, phải không ạ? Và đây là một cái câu mà mọi người đều muốn biết, tại vì mọi người, thí dụ các em còn trẻ ra trường thì có việc làm và muốn mua nhà, và phụ huynh cũng muốn giúp các em để mua một căn nhà. Thì đây là cái Nghiêm Tú Lan đã thấy là trong cái open house đó, thưa quý vị, và cũng qua nghiên cứu về tin tức, thì tuy là tình hình địa ốc nó hơi lắng động một chút xíu, nhưng mà cái open house của Nghiêm Tú Lan á, thấy rất là đông người lại đi coi nhà. Và một cái cô trẻ đến coi thì cô bảo là em offer hụt mấy căn nhà, thì chứng tỏ là tình hình địa ốc cũng rất là hot. Mặc dù là giá nhà của Cali hơi cao, nhưng mà bây giờ thì vì lãi suất mấy hôm nay, mấy tháng rồi, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 2 đó quý vị, thì lãi suất có lên, thành ra nhà bắt đầu hơi tụt giảm. Và hôm nay là tháng đầu tháng 4 thì lãi suất cũng hơi xuống một chút xíu đó quý vị. Đó là một tin rất là vui. Thành ra là quý vị biết không, quý vị đang kiếm nhà thì đây là cái tháng mùa xuân nó hơi lắng động một chút xíu, thì đây là cơ hội để mà quý vị mua nhà. Thí dụ như quý vị mua mà lãi suất nó có lên một chút xíu, trong vòng vài năm nữa lãi suất nó xuống, thì quý vị refinance vẫn lợi hơn. Đó là thưa quý vị tình hình địa ốc hơi lắng động một chút xíu nhưng mà cũng rất hot thưa quý vị. Tất nhiên là cái tình hình địa ốc là mình nghe nói là đang hạ nhiệt, nhưng có nghĩa là không có nóng bỏng, không có hot phải không? Nhưng mà theo Nghiêm Tú Lan thì là mình cũng vẫn nên mua bán nhà cửa trong lúc này, không có gì để mà phải lo hết. Thật sự ra đó quý vị và Minh Đi, nếu mà quý vị có tiền trong băng mà quý vị để đó mà tiền lời chỉ có 2-3%, mà mọi người nói là nhà đang hạ nhiệt và không còn hot như những năm về trước, nhưng mà thật sự ra Nghiêm Tú Lan nhận thấy đó, hàng năm cứ vào đầu năm thì mọi người đang bận rộn để mà khai thuế, thành ra chưa nghĩ đến việc mua nhà. Những cái vị mà có business đó, thì giấy tờ rất là nhiều và phải lo thuế này nọ để nộp cho ông CPA để ông làm thuế, thành ra không để ý vụ mua nhà. Thành ra mọi người nghĩ là thị trường không hot, nhưng mà theo Nghiêm Tú Lan đó, những căn nhà nào mà list giá vừa phải đó, vừa ra thị trường á, chừng một tuần là bán được. Còn những cái nhà mà quý vị và Minh Đi thấy ở trên thị trường là 3 tuần, 4 tuần là cái giá quá cao và chúng ta cần phải giảm xuống, chứ không phải là giá nhà đang đi xuống. Tại vì Nghiêm Tú Lan đọc đó, tin new á, thì lấy là Cali mình, nhất là những cái vùng mà Nam Cali đó, cái tình hình kinh tế rất là khả quan. Tại vì mới tạo được 28.500 job việc làm, có nghĩa là lên 3.4% của cái job. So sánh với năm ngoái là năm nay Cali mà Orange County của chúng ta được 28.500 việc làm, thì quý vị thấy là khi mà cái kinh tế nó khá và mọi người có công ăn việc làm ổn định, thì tất nhiên là người ta đi kiếm nhà, và kiếm nhà thì nhà phải hot. Thành ra Nghiêm Tú Lan thấy là mọi người đồn, nhưng mà thật sự cái nhìn của Nghiêm Tú Lan là thấy, Nghiêm Tú Lan coi tin new mỗi ngày và cập nhật every day, every hour. Thành ra Nghiêm Tú Lan bảo đảm với quý vị là nhà Nghiêm Tú Lan nghĩ là không rớt. Có người nói là sẽ rớt 2020, có người nói rớt là cuối năm nay,
Nhưng mà như hiện tại thì Nghiêm Tu Lan thấy nó không rớt. Nó chỉ đứng thôi, tại vì một số người lít cao quá Mindy. Thấy người ta đi mua nhiều cứ tăng tăng và tăng mãi thì không ai chịu nổi hết. Đúng rồi. Thì tất nhiên là làm nằm trên thị trường 3-4 tuần là không bán được là phải giảm thôi thưa quý vị. Như vậy thì còn cái chuyện mừng lớn á. Cái chuyện mừng lớn bây giờ có dễ không? Cái chương trình mà Easy Qualify như lúc trước đó có con được không Nghiêm Tu Lan? Dạ thưa quý vị thì cũng có. Ngày xưa thì quý vị chỉ cần zero down là có chương trình Easy Qualify, người ta mượn một cái second loan cho mình 20% down. Một cái second loan là nợ nhất, nợ hai thì quý vị không cần một đồng bạc nào để down hết. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có một cái bubble bị nhà bị foreclosure của cái năm mà 2008, 2009 thành ra nhà rớt. Bây giờ thì qualify rất là khó, nhưng mà thời gian gần đây đó thì lại là hơi nới một chút xíu. Cái vị nào mà down 25, 30, 40% đó thì không cần chứng minh việc làm, không cần chứng minh income, nhưng mà cái lãi suất nó sẽ cao hơn bình thường. Thí dụ như bình thường của chúng ta chỉ là 4,5, nhưng mà cái chương trình đó thì có một số nhà băng nó gọi là hot money đó Mindy, thì lãi suất nó là 6,5, nó cao hơn bình thường là 2 chấm. Nếu chúng ta thật sự muốn mua nhà thì đích phân 2 chấm thì đóng cũng khá cao, có thể lên tới 2-300, ít phần 2-300 một tháng. Nhưng mà thật sự nếu mà người đó làm tiền nhiều quá mà muốn có một căn nhà thì Nghiêm Tu Lan nghĩ mà ít phần một tháng 200 thì cũng đâu có gì là nhiều. Và đó là cho trường hợp mà hot money là 40% down, không cần chứng minh việc làm, không cần chứng minh income thì lãi suất là cao hơn gần 2 chấm là 6,5. Hoặc là có thể là khi mà rút thì có thể là 5,5. Và một cái chương trình mà cho những người xem loi là không có tiền mặt nữa mà không biết cách nào mà để bỏ vô thì quý vị có thể gọi Nghiêm Tu Lan thì giờ cũng vừa vặn hết rồi. Và Nghiêm Tu Lan muốn giới thiệu quý vị một số nhà. Thứ nhất là 7 unit ở thành phố Ganro, là một căn là 3 ngủ 1 tắm và 3 unit là 2 ngủ 2 tắm và 2 unit là 1 ngủ 1 tắm và một cái stereo. Thưa quý vị, đất rất là rộng. 18.000 square feet quý vị. Và trên đó là có 7 unit và mới remodel năm 2006, rất là đẹp, thay cửa sổ mới và mái ngói. Giá là 1,750 triệu, đương cho thuê là 10.055 đồng một tháng quý vị. Cái cap rate của nó là 7%, quý vị thấy không? Nếu mà quý vị để từ nhà băng chỉ có 2-3% mà thôi. Và trong khi quý vị đầu tư vào nhà hàng năm nó lên nữa. Và cái cap rate của nó nữa lại là 7%. Và căn thứ hai nữa là 4 unit ở thành phố Sturston, một căn là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm có fireplace, một hai căn là 2 ngủ 1 tắm và một căn là 1 ngủ 1 tắm và đang cho thuê là 7.000 một tháng. Thưa quý vị, căn này có 4 xe gara và giá là 1,399,000. Nếu quý vị có nhu cầu xin gọi Nghiêm Tu Lan 714-493-3652 để được hướng dẫn coi căn nhà này quý vị nhé. Và một căn nhà ở thành phố Fountain Valley, căn nhà này single house rất là đẹp và đã được remodel. Thì cái bếp được remodel custom home, tất cả là appliance bằng stainless steel và cabinet thì màu trắng white cabinet và cái countertop thì bằng oak rất là đẹp thưa quý vị, là 1,923 square feet, cái lot là 7,200, tường gạch chung quanh và tọa lạc ở thành phố Fountain Valley, góc đường Busa và đường Hai Ô, giá là 819,000. Quý vị nào có thắc mắc mà muốn coi căn nhà này, xin gọi Nghiêm Tu Lan 714-493-3652, 714-493-3652 quý vị nhé. Thì giờ cũng vừa vặn hết rồi, Nghiêm Tu Lan xin tạm biệt quý vị ở đây và kính chúc quý vị lái xe thật về là an toàn và có một bữa ăn thật là ngon với người thân và gia đình. Và thân ái chào Mindy. Chào Nghiêm Tu Lan và xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại.